Ngày thứ ba, 20 tháng 10 năm 2015, cung đường từ thị trấn Mường Nhé về thành phố Điện Biên Phủ dài 197 cây số. Và để tiến về Điện Biên Phủ, nhóm cũng đã có một đêm dưỡng sức tuyệt vời ở Mường Nhé. Sáng ngày hôm sau, khi mình nạp một tô cháo lòng vĩ đại và hai ông bạn già là hai tô phở hoành tráng không kém ở đầu thị trấn, thì cả ba chiến mã lại khoan thai lên đường đi về thành phố Điện Biên Phủ, một nơi mà đã đi vào lịch sử cận đại của Việt Nam và cả quốc tế như một điểm son đầy bi tráng. Đường đi không có gì đáng kể ngoài vài điểm sạt lở, có nơi nhóm phải dừng lại chừng 30 phút để chờ đội thi công đang phá núi mở đường. Có đi trên những cung đường như thế này thì ta mới càng khâm phục và vô cùng biết ơn những người công nhân cầu đường miền cao. Để khai thông những cung đường băng qua những miền hiểm trở xa xôi này, họ đã chịu biết bao gian khổ và hiểm nguy, cũng đã có nhiều xương máu phải bỏ ra cho những chuyến xe ngày đêm xuôi ngược. Nhìn cái cảnh những chiếc xe xúc treo mình trên vách núi treo leo, chỉ nghĩ việc làm sao để có thể lái xe lên đó đã là một điều nan giải rồi. Huống hồ họ còn phải vơi mình trong nắng nóng, bụi mù, trong mưa dầm sương lạnh để xẻ núi, lấp khe. Cho nên cái việc mình được ngồi trên những chiếc xe để bon bon vượt qua những cung đường thiên lý của đất nước để rong chơi, thì so với họ, những người công nhân kiều lộ, các phật thủ Âu cũng chỉ là bình thường thôi, chẳng có gì mà tự mãn. Phần còn lại của cung đường tuy xa và cũng đầy đèo dốc, nhưng khung cảnh thì cũng đẹp mơ màng, với những dãy núi xanh mút mắt, những nương lúa chín vàng đang mùa thu hoạch. Do phong thổ và khí hậu nên lúa dùng Điện Biên chín chậm hơn bên Yên Bái, Lào Cai chừng nửa tháng. Đây coi như phần bù lỗ cho những ai phục mùa lúa vàng ở các nơi trên.
một chút tản mạn. Nếu dùng Yên Bái, Lào Cai có nhiều người Hơ Mông thì ở Điện Biên là người Thái. Các bản làng, nhà cửa của người Thái nằm rải rác khắp vùng. Những mái nhà sàn thanh tú nằm ẩn hiện hài hòa với suối nước, với nương vàng, với mây rừng gió núi là một hình ảnh như một lý giải về cái cách mà con người ta hòa nhịp với tự nhiên. Về phương diện này, mình cảm thấy người Thái có trình độ văn minh môi trường hơn người miền xuôi rất nhiều. Tất nhiên, đây chỉ là thiện ý của một góc nhìn trong cuộc sống vốn vô cùng đa diện. Tuy nhiên, mình rất thích cách lựa chọn của người Thái, mà người Kinh ta cũng có nhiều người thích cái hình thái này, mà điển hình nhất là ông cụ đã cho cất một cái nhà sàn ở trong khu vực Ba Đình. Ôi, những người vô cùng tinh tế trong nếp ăn cái ở, thật là bái phục. Do cung đường dài gần 200 cây số nên nhóm chỉ dừng ăn trưa ở Trà Cang, uống cà phê giải lao ở vườn trà, mà khi đến thành phố Điện Biên Phủ thì trời cũng đã về chiều. Nắng vàng ươm trên những thửa ruộng đang mùa gặt của đồng Mường Thanh, những con trâu đang lững thững về nhà sau một ngày no đủ với rơm vàng cỏ mạch. Tất cả tạo nên một khung cảnh thanh bình êm thơ như mộng. Những bài hát Ngày Mùa, Làng Tôi của nhạc sĩ Văn Cao lại như vang lên trong tâm thức mình. Nhưng giờ đây, cung bậc và cảm xúc của tác phẩm đã trở nên tuyệt diệu một cách thần tiên hơn bao giờ hết.